phát hiện ra một chỗ quá nhiều sung luôn, cảnh đẹp vô cùng. Bên cạnh suối nha, một cây bên đường. Đó là đường xuống suối không tí? Sùng quá trời, quá này. Cao lắm. Không mang cái liềm đi giờ sai lầm. Ôi, con đường này, đường đi này. Giờ xuống suối coi sao. Đây lại một cây sung to nữa nhưng không có trái. Rồi, chúng ta là suối nước. Cây sung nhỏ, lá sung non này ăn về ăn gỏi ngon lắm này. Lá sung non chẹt, ăn chạo ngon lắm. Đó, nhìn cái bao trên cây là biết rồi. Một lũ nước lên tới đây này. Bây giờ mùa khô. Ở đây mùa mưa cũng có măng á. Ừ, măng này, nhưng mà quan trọng là gỗ này. Hay. Nó tạo ra một công dụng này. Gỗ gì vậy? Ờ, cây này nó bị kẹt này. To lắm. Ờ, một cây gỗ. Một cây gỗ moi à. Đường kính mấy? 45-50. Gỗ gì vậy? Lấy dao chặt thử gỗ gì? Chắc chai ạ. Chai chứ còn nếu mà gỗ quý thì cũng mất rồi. Suối. Cái này đi suối bắt cá nữa kìa. Thích. Đúng không? Nắng ngoài kia nắng gì đâu, nắng gì đây mát mẻ. Giờ đây chỉ có tiếng nước chảy, tiếng chim chóc. Không có tiếng xe cộ còi, không có tiếng gì. Sống nó yên bình trong rừng mà. Xa xa là núi á, đó núi, rừng đó còn cây. Rừng Tây Nguyên thì mùa khô này nó rụng lá nên nó nhìn trơ trụi vậy chứ mùa mưa là nhìn xanh đẹp lắm. Bây giờ là mùa khô. Đó. Cây này là cây gáo nước này, xa xa. Cây này người ta nói là cây gáo vàng, rồi cây kim ngân, rồi cây tỷ phú, cây gáo Thái Lan vớ vẩn gì, nói chung là lừa đảo thôi. Cây này mọc bậy bạ, chẳng có giá trị. Suối này là suối đầu nguồn đấy nhá, chứ không phải là đấy đâu. Rồi, chặt coi nó là gỗ gì. Dầu à? Dầu. Ngửi thế. Nước quá. Ngâm nước lâu rồi mà. Giang chặt cái ngọn nó không khỏe hơn à? Đâu phải ngọn nữa đâu. Ngọn này, đây là ngọn này. Đấy. Ma rào sắc. Sắc không? Hương ấy. Ấy, cái gì vậy? Đẹp thế. Gỗ gì vậy? Từ từ. Gỗ gì vậy ta? Gỗ gì vậy ta? Lên cái sông này. Rào sắc không? Sắc. Thì khủng khiếp ha. Đi ngược suối kia có cái sông to lắm, bây giờ đi ngược suối lên đấy, coi cái sông đó. Đó, mấy góc này là có cá hết này. Mấy góc cũng động rồi. Cá hết đó. Đó, mấy cái hục này này. Đặng của cá. Nhưng mà không đi bắt cá. Hôm nay đi hái sung. Đây là số gọi là số nước rồi hả? Số nước. Vô trong kia còn không? Ở đây. Còn nhiều nữa hả? Nói chung cũng mới đi gần thôi, chứ đi xa lắm. Từ nhà vô đây chắc mấy chục cây mấy nhỉ? Chục cây mấy. Đó, sung này. Dây leo. Không có quả. Không có quả hả? Mấy cái cây trơn nhẵn này không có quả đâu. Này nhìn không, cây mà trơn nhẵn không có quả. Kia có một cây nữa kìa. Cái này là nước nó trôi này, xói mòn lộ ra bộ rễ này. Giờ thấy vai trò của cây bên bờ suối, không có rễ này là trôi hết đấy. Đừng chặt.
ha. Để hàng cây này nó giữ đất, chứ còn nếu mà chặt hàng cây này đi thì nó trôi hết đất. Cây gỗ đấy là gỗ gì nhỉ? Bây giờ moi ra đâu có thể nào chở về được, xa quá rồi. Thôi bây giờ trèo lên cây hai xung, giờ hai xung xuống là suối trong rừng đấy nha.